OK, xin chào tất cả các anh chị nhà dịch vụ tư Forex. Tôi là tuổi chuyên gia tuổi nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Chào mừng tất cả các anh chị quay trở lại với Copy Tip of the Week, mẹo copy theo nền tảng Copy Pip hàng tuần. Và trong tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một nhà cung cấp chiến lược có tên là Elos Trading. Nhà cung cấp chiến lược này hiện tại đang có mức ranking là 65.49 với mức tăng trưởng EBT Grow hiện tại là 321%. Mức markdown nằm ở mức là 29%. Điều này cho thấy anh ấy là một nhà giao dịch tương đối là an toàn so sánh với lại mức lợi nhuận trung bình hàng tháng là nằm ở mức là 14.69%. Tài khoản đề xuất tối thiểu là 861 đô, trong khi tài khoản giao dịch của anh ấy là 996 đô. Điều này cho thấy là lệnh giao dịch nhỏ nhất của anh ấy là giao dịch 0.01, nên tài khoản giao dịch của bạn sẽ phải gần như tương tự với tài khoản giao dịch của anh ấy. Trong phần mô tả thì anh ấy cũng nói rất rõ là anh ấy giao dịch theo trường phái EA, đó là theo robot. Và các bạn có thể đọc thêm một số thông tin khác trong phần mô tả này. Anh ấy giao dịch từ tháng 7 năm 2020 đến thời điểm hiện tại thì chỉ có tháng 12 và tháng 2 cho thấy là mức lợi nhuận âm. Và tháng 9 là không có mức lợi nhuận, trong khi những tháng khác thì giao dịch của anh ấy cho mức lợi nhuận rất là tốt. Trong phần hiệu suất thì chúng ta có thể thấy là đường màu đen và đường màu cam, đó là đường số dư tài khoản và đường EBT. Thì hai đường này đi tương đối là sát với nhau, và đây là một dấu hiệu tốt để lựa chọn một nhà cung cấp chiến lược. Trong phần báo cáo dịch thì các anh chị có thể thấy, thứ nhất là nó chỉ giao dịch cặp EURUSD và hầu hết những lệnh dịch của nó là scalp, bởi vì các anh chị thấy là thời gian giao dịch rất là ít và những cái take profit cũng tương đối là ít. Một điểm lưu ý nữa là một số lệnh thì anh ấy có đặt mức stop loss trong khi một số khác thì không. Nên khi các anh chị follow nhà cung cấp chiến lược này thì các anh chị hãy set một cái mức bảo vệ tài khoản nằm ở mức là 30 hoặc là 35%, để trong những trường hợp rủi ro xấu nhất thì chúng ta cũng có thể bảo vệ tài khoản của mình. Và một điểm nữa chúng tôi cần lưu ý là khi phân tích nhà cung cấp chiến lược này theo tỷ lệ thắng và theo số pip thắng thì với số pip lợi nhuận ra thì chúng ta nằm ở mức là 5.16 pip. 5.16 pip sau khi trừ ra 0.7 pip phí cho mỗi lệnh giao dịch thì sẽ không ảnh hưởng quá đến lợi nhuận của các anh chị. Và đây là những điều các anh chị cần biết khi mà follow nhà cung cấp chiến lược Elos Trading. Và hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các anh chị. Và hẹn gặp lại các anh chị trong Copy Tip of the Week tuần sau. Cảm ơn các anh chị.